của mình, con mồi sẽ làm theo và phát triển nhiều chiến lược mới để khéo léo tránh các cuộc tấn công. Nhiều đến mức mà thực tế, con chim săn mồi sẽ không thể hoàn toàn diệt trừ con mồi của nó. Về khả năng săn mồi, những loài đại bàng khác của châu Âu chỉ là những kẻ săn mồi bình thường. Đại bàng vàng không chỉ là loài mạnh nhất và linh hoạt nhất trong các họ hàng gần nhất của chúng, mà còn là thợ săn táo bạo nhất. Chúng thậm chí còn tự tin đánh thắng những con vật đã ở trong tư thế sẵn sàng tấn công. Và đó là một con cáo non đang đứng yên trong trạng thái thiếu cảnh giác. Thông thường, loài đại bàng này sẽ không gặp khó khăn gì với mục tiêu như vậy. Việc tấn công thất bại, và khi ở trên mặt đất, đại bàng vàng đang gặp bất lợi rõ rệt. Tuy nhiên, con cáo non thiếu kinh nghiệm đã mắc phải một sai lầm chết người. Nó bước đi, có lẽ vì tò mò, về phía con đại bàng. Và đại bàng ngay lập tức tận dụng lợi thế của mình, lao xuống và cắm móng vuốt lên đầu con cáo. Với bộ móng vuốt dài như vậy, đại bàng vàng có thể xuyên qua hộp sọ của nạn nhân, chủ yếu bằng cú móc đầu tiên, và sau đó trong vài giây giết chết con mồi. Dãy Alper là vương quốc của đại bàng vàng. Chúng cũng phân bố trên các khu vực khác của châu Âu, nhưng ngày càng hiếm. Thường thì chúng sẽ bay hàng giờ liền, thăm dò mặt đất để tìm con mồi phù hợp hoặc tìm kiếm một trò chơi mạo hiểm. Đại bàng vàng chủ yếu bay lượn trên các sườn dốc. Sải cánh càng rộng, trọng lượng cơ thể càng nhẹ, càng thuận lợi cho việc mang vác nặng. Đối với đại bàng vàng thì chúng có một tỷ lệ hoàn hảo. Sải cánh của đại bàng vàng có thể đạt tới 2 mét. Chúng rộng, dài và hoàn toàn phù hợp để nâng và đưa đại bàng bay trên các luồng gió. Cũng nhờ những đôi cánh phi thường này mà đại bàng có thể quắp và mang đi được con mồi, đôi khi còn nặng hơn chính bản thân nó. Từ chuột đến sơn dương, rất ít loài trong số các sinh vật sống ở núi có thể được an toàn với đại bàng vàng. Thông thường, chúng tấn công với tốc độ nhanh như tia chớp. Yếu tố bất ngờ là bí quyết thành công của đại bàng vàng. Chúng đã bắt được rất nhiều con sóc đất chỉ bằng chiến thuật này. Nhưng ngay cả những con sóc đất cũng có chiến lược phòng thủ riêng, trong khi các con khác chơi đùa vui vẻ xung quanh, luôn có một con đứng canh gác. Những con đó luôn tỉnh táo, cảnh giác và sống lâu hơn. Trong lúc săn mồi, đại bàng vàng có thể đạt tốc độ 160, thậm chí là 190 km một giờ. Một tiếng hú ngắn vang lên, có nghĩa là đại bàng đang tiếp cận. Tất cả ngay lập tức chui về hang. Nhưng một trong những con nhỏ đã không nghe được tín hiệu. Trong khoảnh khắc cuối cùng, nó cố gắng xoay sở để trốn thoát. Trong khi đại bàng vàng săn con mồi của chúng chủ yếu bằng cách bay lòng vòng trên bầu trời, thì loài ưng ngỗng sử dụng một kỹ thuật săn mồi khác cùng với những đợt bay khảo sát.
Chúng đứng yên và chờ đợi cho đến khi một cái gì đó ăn được bay ngang qua hoặc nhảy lên trước mặt chúng. Tuy nhiên, ngay cả ưng ngỗng cũng cần một yếu tố bất ngờ để tiêu diệt con mồi thành công, vì chúng không phải là loài chim săn mồi nhanh nhất và mạnh nhất. Dù vậy, chúng có thể tăng tốc rất nhanh đến mức tối đa, nhưng không thể duy trì lâu. Nếu chúng không thể chế ngự được con mồi trong vòng vài trăm mét đầu tiên, thì chúng có thể sẽ từ bỏ. Tỷ lệ săn mồi thành công của chúng chưa đến 10%. Cú móc chí mạng bằng móng vuốt của ưng ngỗng là cái kết cho cuộc săn mồi. Trong một đầm lầy nguyên sơ với những đồng cỏ ẩm ướt, có loại đại bàng nhỏ nhất ở Đức, đại bàng đốm nhỏ. Đó là một loài chim săn mồi có một phương pháp săn mồi khác thường. Chúng đi bộ để tìm kiếm con mồi. Đại bàng đốm nhỏ cũng có thể săn mồi từ trên không, nhưng ít hơn so với các loài chim săn mồi khác. Trên những đồng cỏ trong rừng và bên bờ sông, nó di chuyển xung quanh như một con cò và đi được một quãng đường rất dài bằng đôi chân dài của nó. Một con rắn cỏ nghe có vẻ rất tuyệt vời, nhưng con chim cảm thấy không an toàn với con rắn trưởng thành này. Chắc chắn có một số con mồi dễ bắt hơn ở nơi khác. Chúng là loài chim săn mồi độc đáo với phương pháp săn mồi khác lạ. Nhưng đáng buồn là chúng lại là loài đại bàng có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất ở Trung Âu. Đại bàng đốm nhỏ có tiêu chuẩn rất cao về môi trường sống, mà ngày nay nhiều khu vực không đáp ứng được. Do đó, số lượng đại bàng đốm nhỏ sinh sản ở châu Âu đang giảm dần theo hàng năm. Hiện tại chỉ còn khoảng 100 cặp ở Đức. Nạn phá rừng ngày càng nhiều, cây cối trong rừng thưa thớt hơn, đất đai khô cằn hơn, cùng với sự can thiệp của con người đã khiến môi trường sống của chúng bị suy giảm nghiêm trọng. Các cặp đại bàng bản địa cuối cùng ở Đức ngày nay sống trong các khu cảnh quan văn hóa, không bao gồm các cánh đồng thâm canh. Và nếu cuộc sống chưa đủ khó khăn cho loài đại bàng, thì loài diều hâu đầm lầy này cũng muốn có phần của chúng. Diều hâu đầm lầy liên tục quấy rối đại bàng. Cuối cùng, con đại bàng đốm nhỏ đã hết chịu nổi kẻ gây rối. Liệu điều này sẽ dẫn đến một cuộc chiến? Nếu vậy, cơ hội của con diều hâu không được tốt. Con đại bàng nặng gần gấp đôi so với con diều hâu, nhưng diều hâu đầm lầy lại có vẻ hiếu chiến hơn. Rõ ràng là con đại bàng đã quyết định nó chỉ muốn một chút yên ổn và quay trở lại với tự nhiên. Và con diều hâu đầm lầy cuối cùng đã bắt được con mồi. Tại những nơi có cụm cây nhỏ và đồng cỏ được bao quanh bởi những khu rừng rụng lá, có một loài chim khác thường tìm kiếm thức ăn, sở hữu phương pháp săn mồi khác lạ nhất trong tất cả các loài chim săn mồi, loài diều hâu ăn ong của châu Âu. Loài chim lớn này ăn thức ăn chủ yếu là côn trùng. Ấu trùng và nhộng của ong bóc cày và ong vò vẽ là những con mồi chính của chúng.
Để bắt được chúng, diều hâu An Nong phải bới chúng ra. Con chim không gặp vấn đề gì với vết đốt của ong bắp cày hay ong rừng bởi vì nó sở hữu tiểu cầu sừng bảo vệ chân của nó và mặt nó được bảo vệ bởi một lớp lông dày. Ngay cả cơ thể của diều hâu An Nong theo thời gian đã tự tiến hóa thích nghi với phương pháp săn bắt đặc biệt của nó, trong khi hầu hết các loài chim săn mồi khác sở hữu móng vuốt dài, móng vuốt của chúng rất ngắn với một đường cong nhẹ. Điều đó không chỉ làm cho cuộc sống trên mặt đất dễ dàng hơn nhiều, mà quan trọng hơn, rất thuận lợi cho việc bới đất. Địa bàn săn mồi của chim ưng ngỗng là rìa rừng. Từ trên cành cây, dưới sự che chở của cái cây, nó lặng lẽ thăm dò vùng xung quanh và chờ đợi con mồi tiềm năng. Săn mồi trong rừng rậm cũng không phải là vấn đề gì đối với nó. Tuy nhiên, săn bắt ở vùng thoáng có một số lợi thế khác biệt. Thứ nhất, tầm nhìn ở đây là vô cùng quan trọng và không có trở ngại nào cản trở cuộc đi săn. Thứ hai, nạn nhân không có nơi nào để ẩn nấp dễ dàng, khiến chúng ít nhiều không thể phòng thủ trong cuộc đi săn. Ưng ngỗng, diều hâu và đại bàng giết chết con mồi bằng móng vuốt. Ưng ngỗng chỉ sử dụng mỏ của nó để mổ và sau đó xé thịt nạc ra khỏi cơ thể khi con mồi đã chết. Chúng sẽ bỏ tất cả những phần không dễ tiêu hóa. Thức ăn phải được lọc kỹ trước khi mang về tổ. Đối với ưng ngỗng non, chúng sẽ chỉ ở yên trong tổ. Khi chúng lớn hơn, chúng sẽ luyện tập cơ bắp bằng cách bay thường xuyên hơn và lâu hơn để chuẩn bị cho sự sinh tồn của chúng sau này. Tuy nhiên, hầu hết thời gian của chúng là dành cho việc ngủ và chờ đợi thời cơ. Khi ưng ngỗng con lớn hơn và khỏe hơn, việc cung cấp thức ăn sẽ không đều đặn nữa. Đôi khi các giờ ăn cách nhau nhiều giờ. Điều đó có nghĩa là những con chim con rất đói và chúng phải học cách tự lập. Đây là thời điểm chúng rèn móng vuốt và bắt đầu tập bay. Những con chim trưởng thành đôi khi chỉ ở lại trong vài giây, ném con mồi vào tổ rồi lại bay đi tiếp. Chim mái chỉ trở lại tổ để cho đàn chim con ăn khi chúng khoảng 3 tuần tuổi. Tuy nhiên, ngay cả khi những con non ở một mình trong tổ, bố mẹ chúng vẫn luôn để mắt tới, luôn đầy rẫy những cơ hội để kẻ thù lợi dụng. Bất cứ con gì đến quá gần tổ sẽ bị tấn công. Những con ưng ngỗng trưởng thành sẵn sàng đối đầu với những đối thủ lớn hơn chúng rất nhiều. Con đại bàng vàng này cũng vậy, nhưng đó là một trò chơi nguy hiểm. Đại bàng vàng có thể giết chết con ưng ngỗng chỉ với một cú kìm chặt. Nhưng con ưng ngỗng có lợi thế. Nó nhanh nhẹn, linh hoạt hơn. Một lần nữa, nó lại xà xuống con đại bàng lớn. Nó chỉ dừng tấn công khi con đại bàng rút lui và đàn con của nó đã được an toàn.
Đây là loài đại bàng lớn nhất và nặng nhất ở miền Trung và Bắc Âu. Đại bàng biển đuôi trắng. Sải cánh của loài chim có thể rộng tới 2,4 mét và nó có thể nặng tới 7 kg. Số lượng của chúng trên khắp châu Âu cũng giảm đáng kể cho đến giữa thế kỷ 20. Nhờ các biện pháp bảo vệ được tăng cường, tình hình hiện tại đã được cải thiện đáng kể. Có nhiều đại bàng biển sinh sản ở Trung Âu trong hơn 100 năm qua. Gần một nửa số cặp đại bàng đang trong giai đoạn sinh sản sống ở bờ biển Na Uy trong một môi trường có điều kiện khí hậu khắc nghiệt. Tuy nhiên ở đây, loài chim có thể tìm thấy một vị trí an toàn để xây tổ của mình trong những khu rừng yên tĩnh dọc bờ biển Đại Tây Dương và những vùng quê thoáng rộng. Nếu muốn sống sót ở đây phải biết thích nghi. Về khía cạnh này, đại bàng biển thực sự lão luyện. Nó sẽ săn bất cứ thứ gì có sẵn ở môi trường xung quanh. Ở đây, nó sẽ săn chủ yếu là cá. Chúng sẽ săn mồi trên vùng nước phẳng và yên tĩnh, nơi có thể xác định chính xác con mồi hơn. Một khung cảnh tuyệt đẹp ở phía Bắc và trên bờ biển gồ ghề của Đại Tây Dương không phải lúc nào cũng lãng mạn như vậy. Sương mù đang cuộn từ biển vào đất liền. Không có gì lạ khi tiếp nối đó là những ngày thời tiết xấu. Những lúc như vậy, tổ của đại bàng biển trở nên khá khó chịu. Việc vỗ cánh mạnh mẽ không chỉ tiếp thêm sinh lực cho cơ bắp mà còn giúp giữ ấm. Không có nhiều loài chim săn mồi ở châu Âu phải chịu đựng thời tiết khắc nghiệt như vậy. Tuy nhiên, một cái tổ ổn định có thể mang lại một lớp bảo vệ rất tốt. Ngoại trừ những con bọ biển phức tạp hay kêu. Khi con chim trưởng thành mang thức ăn về tổ, dù có những kẻ gây rối phiền phức, con mái sẽ không ở lâu trong tổ. Nó ném thức ăn vào và lại nhanh chóng bay đi. Những con đại bàng con sẽ phải tự mình đối phó với sự càu nhàu của hàng xóm. Một cái tổ chim trên cây trên bờ biển Na Uy là một ngoại lệ. Hầu hết các khu vực sinh sản của đại bàng biển đều nằm trên mặt đất hoặc trên các vách đá. Những con đại bàng biển rất dễ thích nghi trong các vấn đề liên quan đến ăn uống, chủ yếu là chúng săn cá và ngỗng. Động vật có vú chỉ chiếm một phần nhỏ và chủ yếu là xác thối. Những loài nào bị săn phụ thuộc vào sự sẵn có của địa phương và theo mùa. Còn bây giờ, trong quá trình nuôi con, cá là con mồi chính của chúng. Các con non đã học được rằng chúng sẽ ăn ngon nếu những chiếc mỏ lớn của chúng thường xuyên được làm sạch. Sau 80 đến 90 ngày, con non hoàn toàn trưởng thành và rời khỏi tổ. Những con chim non vẫn sẽ được chim bố mẹ chăm sóc một thời gian trước khi bay đi để tìm lãnh thổ của riêng mình. Trong khi những con chim trưởng thành thường ở gần nơi sinh sản của chúng trong cả năm, thì con non đi lang thang xa dần và cuối cùng rời đi. Trong thời gian đó, chúng đi khám phá những điều mới mẻ và thú vị. Có lẽ là thứ gì đó để ăn, hoặc ít nhất là thứ gì đó để chơi. Trở lại khu rừng của ưng ngỗng. Nhiều điều đã xảy ra trong tổ chim. Những con non chắc chắn sẽ sớm rời khỏi tổ. Trái ngược với những con chim trưởng thành, ưng ngỗng con có màu khác. Bụng chúng có màu đỏ với những đốm đen.
Trước khi rời tổ, chúng sẽ phải thực hiện một số bài tập cơ bắp chuyên sâu. Điều đó rất quan trọng cho tương lai của chúng. Mặc dù vậy, các con chim ưng ngỗng non dễ bị sao nhãng trong việc học hỏi và luyện tập. Bây giờ khi được 40 đến 45 ngày tuổi, chúng sẽ thực hiện những nỗ lực đầu tiên để đến những cành cây gần đó. Chúng sẽ dành phần lớn thời gian đậu trên những cành cây khác gần tổ. Tuy nhiên, chúng không thể bay xa, nên sẽ ở lại thêm 4 tuần nữa và tiếp tục được cha mẹ chăm sóc. Những con non luôn ở gần tổ, để chúng có thể quay lại tổ nhanh chóng. Bây giờ, một hoặc hai trong số chúng vẫn còn đứng chưa vững. Theo thời gian, khoảng cách sẽ tăng lên cho đến khi chúng đến được những cây lân cận bằng một cú nhảy và vỗ cánh. Trong giai đoạn này, cơ bắp bay của chúng liên tục được luyện tập để chuẩn bị cho những chuyến bay ngắn. Trong suốt mùa hè, những con ưng ngỗng con cuối cùng sẽ rời khỏi cha mẹ chúng. Từ đó trở đi, chúng sẽ phải tự mình giải quyết mọi việc. Mặt khác, chim cắt lùn con lại được cha mẹ chiều chuộng và nhận thức ăn đã được chuẩn bị thành miếng vừa ăn. Tuy nhiên, nhà của chúng không phải là một hòn đảo, và trong khu rừng này, chúng không chỉ có một mình. Khi những con trưởng thành đi săn, chim con sẽ gặp nguy hiểm và phải tự vệ. Thứ trở lại chắc chắn không phải là con chim cắt, nhưng thay vào đó là một con ưng ngỗng con đang rất đói. Những con non trong một cái tổ không được bảo vệ là những con mồi dễ dàng. Chim săn mồi có thể giết đồng loại của chúng. Những con yếu hơn dễ gặp nguy hiểm. Ưng ngỗng có khả năng lấy con của các con ưng ngỗng khác và sau đó dùng làm thức ăn cho con của chúng. Chỉ có con đẻ của chúng mới được bỏ qua. Chim cắt đã chú ý đến cuộc tấn công. Chim săn mồi chỉ nhận thức được chuyển động. Giả chết có thể có một cơ hội, nhưng trong trường hợp này, con ưng ngỗng con sẽ giết hết con này đến con khác. Những con chim cắt lùn trưởng thành phải chứng kiến một cách bất lực. Chúng không chỉ đến giải cứu quá muộn mà còn bất lực bởi vì con ưng ngỗng non kia không hề nao núng. Không gì có thể ngăn cản nó lao đến những con mồi ngon lành như vậy. Cuối cùng, chỉ có một con chim cắt nhỏ còn sống sót. Rất ít khi chim săn mồi bị giết bởi đồng loại của chúng. Phần đa là do con người gây nên. Một vấn đề là số lượng tua bin gió tăng lên. Chim săn mồi bị ảnh hưởng nặng nề bởi vì chúng va chạm với những cánh quạt. Ngược lại, loài đại bàng đốm nhỏ lại giữ khoảng cách với các tua bin gió vì chúng cảm thấy bị làm phiền bởi tiếng ồn vận hành của các tua bin gió. Để hạn chế nguy hiểm cho chim săn mồi trong tương lai, các tua bin gió phải được xây dựng cách các tổ chim một khoảng cách tối thiểu nhất định. Các khu rừng thương mại không còn hỗ trợ môi trường sống cho một loài chim săn mồi như ưng ngỗng nữa. Các cánh đồng độc canh cũng không phải là môi trường sống cho thợ săn hay con mồi.
Có gì ở đây cho một con chim săn mồi? Chim săn mồi được bảo vệ khá tốt, nhưng chúng tiếp tục bị săn trộm bất hợp pháp hoặc giống như ở đây bị đầu độc. Đôi chân co quắp cho thấy sự đau đớn của con ưng ngỗng này. Thêm vào đó, những con chim săn mồi còn bị bắn như trước đây. Có thể thấy phần xương ức của con ưng ngỗng này đã bị bắn xuyên thủng. Một số người vẫn còn đang thu thập máu của loài chim này. Các thợ săn coi ưng ngỗng là đối thủ cạnh tranh trong cuộc săn thỏ rừng, gà khô và chim trĩ. Đối với người nuôi chim bồ câu, nó là kẻ thù số 1. Nhưng làm thế nào một con ưng ngỗng có thể phân biệt giữa chim bồ câu hoang dã và bồ câu đưa thư? Người ta thường quên rằng chim săn mồi hay săn những con mồi ốm yếu hoặc bị thương, nhờ đó chúng duy trì được số lượng ở mức cân bằng tốt. Đối với chim ưng ngỗng, chim ó và đại bàng, săn mồi không phải là một sở thích. Chúng đi săn để sinh tồn. Chúng không đi săn vì buồn chán hay vì muốn thế, mà chúng đi săn vì chúng đói. Chim săn mồi đã sống trên trái đất từ lâu trước khi loài người xuất hiện. Trong khoảng thời gian vô tận này, chúng không tiêu diệt tận gốc con mồi nào, trái ngược hoàn toàn với con người. Chim săn mồi là động vật hấp dẫn. Chúng được ban tặng những khả năng phi thường. Và chúng ta có nhiệm vụ phải đảm bảo sự sống còn cho những thợ săn của bầu trời.